cần bán nhà xây mới 4 tầng tại đường Hòa Bình, tổ 15, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ngôi nhà có diện tích ở trên sổ đỏ là 33m2 và từ tầng 2 là chúng ta có thể là đua ra thêm là 35m2. Có hướng chính là hướng Đông Nam và đang được bên công ty chào bán với giá là 1 tỷ 650 triệu đồng. Bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ những cái chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng, có hỗ trợ về vốn ngân hàng. Đối với lại những khách hàng có nhu cầu thì cái vị trí của ngôi nhà này thì nằm ở khu vực rất là thuận tiện. Đường ở trước nhà là rộng 5m, đấy ô tô có thể là đỗ ở cửa và hai ô tô cháy nhau rất là thoải mái như quý vị thấy ở trên màn hình đây. Ở xung quanh ngôi nhà thì là có đầy đủ hết tất cả những cái tiện ích như chợ này, siêu thị, trường mầm non, trường cấp 1 và rất là gần ủy ban nhân dân phường, gần với lại công viên âm nhạc Đô Nghĩa và cách bến xe Yên Nghĩa chỉ khoảng tầm 3km thôi. Sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết toàn bộ ngôi nhà để cho mọi người có thể là nắm bắt được rõ hơn. Đấy, trước mắt là mọi người là có thể là nhìn qua toàn bộ những cái khoảng cách ở phía trước đường của ngôi nhà đây. Đấy, đường rất là rộng, khu vực dân cư ở rất là đông, rất là nhiều nhà cao tầng. Và đây là cái vị trí của ngôi nhà, toàn bộ mặt tiền của ngôi nhà này được ốp bằng gạch đá granite. Cửa chính của ngôi nhà sử dụng là cửa hai lớp, phía bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện và phía bên trong là sử dụng là cửa nhôm kính. Toàn bộ ngôi nhà thì đều đã được hoàn thiện xong hết tất cả, từ hệ thống gạch lát nền, sơn tường, đèn chiếu sáng cũng như là thạch cao, hệ thống nước. Đấy, quý khách hàng có nhu cầu thì chúng ta có thể chuyển đồ về ở luôn. Và hiện tại đây là ở trong cái vị trí tầng 1 của ngôi nhà. Ngôi nhà có mặt tiền là rộng 4,1m, đấy cho nên là mặt tiền rất là rộng. Đây mọi người có thể là nhìn thấy phía bên ngoài đây, đường rất là rộng. Xung quanh thì là có rất là nhiều nhà và cũng có một số hộ đang là kinh doanh. Thiết kế của tầng 1 thì sẽ bao gồm là một phòng khách, một khu vực phòng bếp và một nhà kho nhỏ. Đấy thì toàn bộ hệ thống gạch lát nền của ngôi nhà sử dụng là gạch lát nền là granite kích thước là 50x50. Hệ thống bếp thiết kế dạng chữ N, sử dụng chất liệu là bằng gỗ công nghiệp. Có vòi rửa và chậu rửa là sử dụng là chất liệu inox 304, hàng nhập khẩu Hàn Quốc. Đấy, thiết kế vô cùng hợp lý. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao này cũng như là đèn led, đèn chiếu sáng là đều đã được hoàn thiện xong hết. Đấy, mọi người có thể là nhìn kỹ lại toàn bộ không gian đây. Và ở phía tầng 1 chúng ta sẽ có thêm một cái nhà kho nhỏ ở đây dùng để máy bơm cũng như là để đồ đạc của gia đình. Và cũng có thể là thiết kế là dùng như là một nhà vệ sinh phụ cũng được. Đấy, thiết kế rất là cực kỳ hợp lý. Ngôi nhà này thì là có thể là mở làm văn phòng đại diện công ty hoặc là kinh doanh nho nhỏ, rất là được, rất là hợp lý ạ. Tiếp theo đây là mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 2. Ở trên tầng 2 thì sẽ có cái hệ thống cầu thang để đi lên đây, sử dụng tay vịn là bằng gỗ trò. Mặt bậc và cổ bậc cầu thang là sử dụng là bằng chất liệu là bằng đá granite nguyên tấm. Ở trên tầng 2 sẽ được thiết kế là bao gồm là hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đây chúng ta sẽ có một phòng ngủ nhỏ ở phía bên trong này. Đấy, đây là khu vực phòng ngủ nhỏ, có thể là kê được giường và tủ, hoặc là chúng ta cũng có thể là sử dụng làm phòng làm việc hoặc là phòng thay đồ cũng được. Đấy, có thiết kế sẵn toàn bộ hệ thống cửa thông phòng sử dụng là bằng cửa gỗ lim. Thiết kế sẵn hệ thống automat cũng như là hệ thống dây chờ, ống chờ để lắp đặt điều hòa. Và đây là cái hệ thống cửa mở ra ô thông gió để lấy ánh sáng cho toàn bộ căn phòng. Và đây, tầng 2 sẽ có thêm một phòng ngủ nữa ở đây. Phòng ngủ này là phòng ngủ chính, có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng cũng như là không khí. Thiết kế phòng ngủ thì là tương đối rộng và hợp lý để chúng ta có thể là kê giường tủ và làm việc bàn trang điểm. Sử dụng là trần thạch cao cùng với đèn led. Cửa sổ đây là sử dụng là cửa hai lớp, bên ngoài là cửa sắt hộp sơn, bên trong là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện, bên ngoài là bằng cửa nhôm kính. Cửa thông phòng cũng sử dụng là bằng cửa gỗ lim. Và ở tầng 2 của chúng ta sẽ có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh sử dụng cửa là bằng cửa nhôm hệ cao cấp.
Ở phía bên trong nhà vệ sinh thì đều được lắp đặt hoàn thiện xong hết hệ thống bồn cầu, lavabo, sen cây tắm nóng lạnh cũng như là hệ thống phụ kiện gương. Đấy, toàn bộ tường này được ốp bằng gạch kích thước là 30 x 60. Gạch đá nền sử dụng là gạch chống trơn kích thước 30 x 30 để phòng vệ sinh là tương đối rộng và hợp lý. Tiếp theo đây mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 3 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 3 và tầng 2 là sẽ tương tự như nhau. Chúng ta sẽ có hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Tất cả các phòng là đều đã được hoàn thiện xong hết, đã thiết kế và bố trí hệ thống cửa thông phòng cũng như là hệ thống ống chờ và áp tô mát để quý khách hàng là có thể lắp điều hòa. Với cái diện tích là 33 mét vuông đã được chúng tôi tính toán và thiết kế tương đối tỉ mỉ, tận dụng tối đa không gian diện tích cũng như là công năng của ngôi nhà. Đây là khu vực nhà vệ sinh. Đó, nhà vệ sinh tương tự như tầng 2 thôi. Chúng ta sẽ có thêm một cái ô giếng trời được thiết kế ở phía bên trong nha, để lấy ánh sáng cũng như là không khí để thông phong cho toàn bộ ngôi nhà. Tiếp theo đây là ở phía bên trên tầng 4 của ngôi nhà. Tầng 4 thì sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng thờ và một sân phơi. Đấy, đây là khu vực phòng thờ phía bên trong đây. Phòng thờ cũng đã được chúng tôi hoàn thiện xong hết hệ thống điện cũng như là hệ thống cửa ngăn phòng. Đấy. Và ở phía bên ngoài đây là khu vực sân phơi. Khu vực sân phơi thì chúng tôi thiết kế ở khu vực này đây là cái khu vực là dùng để đặt máy giặt. Đã có sẵn đường cấp nước và đường thoát nước cũng như là hệ thống điện chờ sẵn. Toàn bộ hệ thống mái tôn cũng như là chuồng cọp đã được hoàn thiện xong hết. Đối với căn nhà này thì quý khách hàng là nếu như mà chúng ta có nhu cầu thì chúng ta có thể chuyển đồ về ở luôn được. Đấy, khu vực xung quanh mọi người có thể nhìn thấy đây, rất là nhiều nhà cao tầng, dân cư ở rất là đông. Đấy, đường xá thì rất là thuận tiện, đường rộng rãi, ô tô đỗ cửa. Sau đây thì tôi xin nhắc lại một chút cái thông tin của ngôi nhà để cho mọi người có thể nắm được rõ hơn. Ngôi nhà có diện tích ở trên sổ đỏ là 33 mét vuông, có hướng chính là hướng đông nam. Được thiết kế là bao gồm là 4 tầng, 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 3 phòng vệ sinh. Có vị trí nằm tại đường Hòa Bình, tổ 15, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ 650 triệu đồng. Bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Mọi người xem video nếu như mà thấy hay và cần thêm thông tin chi tiết hoặc đi xem nhà trực tiếp thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Sơn 0981 165 581. Mọi người xem video nhớ like video và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và các bất động sản cảm ơn khác của bên công ty chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.